Rồi chào bà các bác ơi. Đây các bạn. Úi giời ơi. Thôi các bạn nhá, mình kết thúc cái video đây. Cái ao này nhá các bạn nhá. Ao cùng, ao bỏ không, ao hoang. Thực ra chủ yếu là săn rắn thôi. Đi xa quá mà chả được con gì. Vừa mình nhìn thấy con rắn ở đây các bạn. Chìm nhanh thế. Chán ghê. Không mà không chấm, không chép là nó sót ở đây. Có hôm có luôn rồi các bạn ơi.
này nó vô phi quá. Toàn phi thôi các bạn. Đấy, cứ liều mới sang, mình sang bên kia tí các bạn. Chứ ở đây món, ui giời ơi, phi to, phi phi khủng bố. Trời, các bạn thấy chưa, phi đây rất nhiều. Phi này chả làm gì được các bạn. Ui giời, mặt ngàn được phi. Wow, có con này to này. Đây các bạn này. Ui, con khủng bố. Mất hết rồi. Mình vào đây bắt ít. Ấy mà nó rậm thế này. Các bạn vào kiểu gì? Nó rách cái quần ống. Rộng quá các bạn. Ui xa. Ui, con phi to quá. Chạy mất rồi. Toàn hàng to này các bạn ạ. Nhưng mà nó khỏe quá. Đồ đồng to thế. Rồi các bạn ơi. Ui giời ơi, phi đồng mà to thế. Tổ thế. Này không bắt được.
suốt rồi. Con to rồi các bạn ơi, nó ngửa hết. Ngửa bụng trắng lên rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy chưa, sao mà phi khủng lồ một đây à? Trời, công phụ công mình. Ui, con này bé rồi. Bắt đầu tí quay này nha. Thấy nó ngửa lên. Rách hết ổng rồi các bạn ơi. Được con châu phi rách hết ổng rồi. Quay ngược lại kia, đây sụt lắm. Lấy cái đồ người các bạn. Rồi.